Tôi nhìn anh đọc sách cho nó không? Đọc tên bài gì? Đây. Đó con số mày. Được đi. Mày thật là không hiểu đâu. Nhìn được mất thời gian đâu. Thời gian của tao bây giờ. Cái này là làm như nào vậy? Như thế mà không rớt đỉnh giống mày. Bây giờ bèo vào bọc từ máy thôi. Từ đấy sang đi. Có 1-1-3. Nó gọi là đây. Nhưng mà làm cái kênh khác đi, đừng làm kênh này nữa. Xong thì gọi từ máy này sang máy này. Rock phone thì được mà. Bấm đi, bấm đi. Bây giờ là ghi cái số, ghi số 13 thì mình nhấp máy. Xong thì chỉnh cái này đúng không? Không bao giờ chỉnh cái này được. Chỉnh vô cái khác nhau. Vậy cái này. Nữa đi, đấy. Chỉnh kênh à? Chỉnh kênh cơ mà. Cô bảo chuyển vùng cơ mà. Chuyển dao ấy. Sao lên 6, ông lên 6 rồi, ông tính nhầm 6 cỡ rồi. Từ 2 đến 6 rồi. 7 cũng được mà. 2 đến 6 rồi. 7 được mà. Cái gì đấy? Khác gì nhau? Cái này là level đấy. Chắc có đổi đâu. Ôi, nhưng mình bỏ cái level đổi cái XX. Giặt điện. 5. Đấy, đổi đây. Đổi này đúng không? Như này là công suất phát thì đúng rồi đấy thật. Rất đợi đổi công suất đỉnh cho nó giữ lại cái này mình giữ không cái công suất này không sáu đúng rồi công suất này thì... như là máy chuyển giao của cô giữ cái tần số kênh kênh chứ cái đồ nó phải giữ lại cái tần số thì đó là chuyển kênh mà công suất kia ghi kiểu để đến kênh 100 đi nó có tín hiệu không rồi mình vào trong cái chuyển mạnh lên mạnh lên có hiện tín hiệu không enter cái này bây giờ mình nhấn vào đấy mình ghi ba cái thông số kia là được trong thoát ai là đi này về này bắt rồi phi con si nữa thế nào có nhỉ cái đấy không để bao nhiêu đây có một cái gì đây bây thì số đấy thì cô ạ yêu cầu chỉ có nhiêu thì chuyển cái đấy không phải chuyển còn đưa vào cái đây này đừng đừng cái nào trước quan trọng mình biết số quan trọng mình biết vào trong cái trong như thế vẫn được à mất nằm trong mình đi là 30 để lên 30. Được. Mạnh lên cứ mạnh lên. Ra đây. Hả? Đấy. Xây dựng tí cho quay nó sát tí. Nó dậy quá rồi. Đấy được rồi đây. Ấn enter nào, enter đi. Đấy có này. Đến tí cái bao nhiêu mất? Không biết. Và cái về khoảng 10 năm thì mất. Mất cái gì? Mất cuộc gọi luôn đấy. Tức là chỉnh cho nó mất con nít rồi. Cái 10 mất đúng không? Cái gì đấy? Sao nó to đi không? Chỉnh cái nó mất ấy. Chỉnh ra cuộc gọi. Thì sao nó biết lên này? Không phải. Chuyển ra cuộc gọi. Thì quản lý không có. Đi lên 100 nhé. Dịch cây. Okay. Đây cây 30 đúng không? Để kênh 50 nè. Làm gì có 124 kênh thôi. Ôi là nó bị ngắt nó rồi, từ 100 mà lại cắt nó một tiểu bọn đại. Cái không quan trọng nó, dần sau cái đó à, lúc mà cô đọc yêu cầu thì... Rút côn. Làm sao mình làm thế? Được vào tần số đi. Ờ rồi rồi. Đấy để mày đến cái gì nhá? Thì phải hại bài 2. Thôi bây giờ vào. Xong bây giờ ấn... Dạ, đấy, ấn cái đầu tiên để vào tần số.
xin hầu không? Xin hầu để giữ. Xin hầu. Hầu ship từ ấn cái một cái màu thôi, không phải ấn liền. Ship xong rồi ấn hầu, xong rồi ấn ship. Mình tính rồi. Mẹ ăn sai rồi. Tè. Rồi. Đúng rồi, còn gì? Là mới được. Nhưng mà ấn ship nó phải hiện ở góc này. Ấn ship thì nó có phải hiện ship này. Ấn ship rồi. Vừa lên ông tắt đi đấy, chứ không phải ấn đâu. Cái này thôi, xong rồi nỗi pha. Cái này có phải vào đâu đúng không? Không phải vào đâu đúng không? Xong vào cái dưới. Ừ. Đấy, cái dưới là cái số này. Phổ công suất. Chưa bỏ ship không? Đang rồi. Xong rồi. Đó. Thế là sườn xuống. Sườn lên đâu? Đấy. Sườn lên sườn xuống. Right. Right phải. Xong xuống cái top 2 nữa là xong. Cái thứ này không cần đo, cái này chỉ cần đo cái trên cái dưới thôi. Xong mỗi cái là mình dừng lại, dừng lại để dừng lại không phải vặn cái cơ có kiểu để có bản chỉnh cái mức cao nhất thì chỉnh. Để vào cái này để chỉnh theo ấy của nó. Đúng rồi, chỉnh cái đấy đây. Để giữ nó lại, chỉnh cái đấy để vào điểm, nó vào đúng cái điểm của cái đấy. Cái mức độ của công suất đó. Dạ nha, đây ông chỉnh. Đấy, ông chỉnh ship không phát được ra cái đấy luôn. Lúc chỉnh là... giữ này nhá, đo thời gian đến đây, hiểu chưa? Giữ này, chỉnh cái này xong rồi đo từ đây, đo từ đây, để từ bắt đầu đến đây. Trong mic bot này là giữ, mic bot là đo. Giữ để xoay. Ví dụ cô đo ở đo ở chỗ bao nhiêu dB đấy? Đây bao dB này thì chỉnh ở đây. Giật ra đấy. Ủa sao không giữ nó lại? Đây giữ lên gì nữa. Giữ nó lại để nó không nhảy nữa. Ship hầu nhá. Đây bây giờ giữ rồi đấy, để đo không? Chọn cái đầu tiên. Ở mic bot đúng không? Đây này. Một đây đo đây nhá, đo đây. Với lại một cái cô bảo đo ở chỗ nào cô bảo nữa. Bây giờ ship hầu để đo. Công suất phát đỉnh. Bỏ ship hầu như nó. Không, đo không phải chạy. Cái đồ sần xuống rồi. Đo thì phải giữ này. Đo thì phải giữ lại chứ. Đấy, nó chạy xuống làm cái này. Xong rồi bạn xuống ấy. Rồi, ok. Bạn sang đây cái này à? Chuyển sang cái này này. Chuyển sang cái view này. Cái view. Ừ, đi. Mình muốn chuyển sang chế độ là mình sang chỗ view á. Chuyển cái này. Đấy, chuyển sang chế độ đấy. Có 3 cái mình dùng luôn. Cái phố em, một cái top 2. Sở tay vào vặn. Đấy, top 2 dB này. Cái này này. Cái này ba cái đầu đúng không? Đúng rồi, ba cái thôi. Được cái bàn đầu này. Nhưng mà cái đường lên. Xuống. Đây là sườn kè chưa hâu. Đây là sườn xuống. Muốn đo thì phải hâu này. Đo tham. Rồi ok. Mà chuẩn sao? Còn chuẩn dao như nào thì không biết. Từ gọi kênh 30 đúng không? Đúng rồi. Mất. Còn tầm kênh 50 thì nó chưa hiểu lắm. Mất tiền vì bán lại một học mà mình ra. Hết chưa? Ra như nó. Chắc xin chưa? À vẫn chạy. Chạy, ông cứ ăn đây mà. Chẳng hiểu lắm. Giữ rồi, này giữ rồi. Cái con đi collected này. Ông để sợ im 100 này. United. Đúng rồi, United. Đấy, gọi không? Trong số lúc yêu cầu luôn. Chính kênh với cả là chỉ yêu cầu là yêu cầu. Trong đổi cái channel thành
cuối 70 đấy, cuối đến 700 chứ đâu. 24 thôi. Không mất này. 123. Không mất này. Chỉ nhớ bây giờ nó mất thì thôi á. Tiếp lên 700 đi. Dí 700 thôi. 700. Mức phát cho mức phát thấp đi. Bình này. Chuyển giao mức tín hiệu yếu thì chuyển đúng không? Sao? Chuyển đi sang kênh khác không? Đang gọi chuyển giao. À, đổi mỗi kênh này đúng không? Đổi mỗi chỗ này thôi. Đấy, đổi mỗi cái này thôi. Đó, đúng rồi. Nếu muốn đổi phải đổi đây chứ, nếu mà tham slot ấy. Cái đây này, cái này hiện là hiện ở đây, nó chỉ thêm hai thông số này thôi. Hai thông số đo này thôi. Thì cái này là hiện ở cái này ra. Cái là được. Không biết, còn hai cái này là mình đo được thì mình mới hiện ra thôi. Không phải chỉnh mất. Điểm nghịch lại gọi điện đây gì cái lưu lượng đây gì cái đấy không quan trọng đâu, quan trọng là cái công suất với các thứ mà mình phải nghĩ đến mình khi về hai về ba đi. Nếu không thì gọi từ cái này gọi vào trước để có số, xong rồi đốc côn, order vào côn là nó tự gọi này. Không phải, chứ không là phải nhập email ID, đúng không? Còn nếu mà không, ông gọi từ này trước thì không phải nhập email ID này. Nhập email ID từ cái máy này là... Chưa, mỏi tay lắm.